ăn. Mấy con cá thở đó đó cả nhà, nó im quá. Con đầu tiên cả nhà, quá đã. Mới sáng sớm rồi lại lụm con rồi. Lên hàng cá cái đầu bị gì ta. Vừa mới xuống xe cả nhà. Đó. Quá. Em có văn ơi. Lại hại vậy vậy. Có nhớ hết. Rồi, bỏ vỏ nha. Rồi, chào cả nhà luôn nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Bữa nay đi câu cá một bữa nữa cả nhà. Bữa nay lâu lâu rủ được anh Tâm nè, đồng hành cùng với anh Tâm. Mới sáng anh thấy được 7 cá lồng gồng, anh đứng lên nhấp thử nó giờ mà chưa ăn nữa cả nhà. Chào buổi sáng cả nhà các anh Tâm ơi. Hello. Chào mọi người nha. Đi với anh Tâm nha anh em ơi, mình họp phong thủy với anh Tâm. Đi với anh Tâm là trời mát mẻ. Bữa nay trời cũng mát lắm cả nhà. Bây giờ thì vừa mới tới cái bãi câu nè. Cái ao rong này nè, cái ao rong này cá cũng không bự nữa. Nhưng mà được cái cá nhiều cũng 100-200 gram cả nhà. Thì đánh thử chút xíu coi có giờ không có thì anh em tiến sâu vào trong nữa. Ở trong thì còn nhiều bãi lắm. Rồi, bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu nữa. Bây giờ mình xách cần ra mình chiến nha. Bữa nay mình vẫn sử dụng combo cũ mọi người ơi. Combo cũ, combo quyền thoại của mình nha. Cần máy ngang, cần máy đứng mà lắp máy ngang cả nhà. Cần abu luôn nhưng mà cần máy đứng. Dây ở chiến này mình xài dây mới anh em ơi. Mình đổi qua dây Duga của anh Tây Nguyên Vlog rồi cả nhà. Tại vì hổm mình đóng tôm anh nó nổ quá trời, clip trước á, clip cá lóc bông đó nó nổ dây quá trời nên mình thay luôn. Rồi, cũng không để mọi người phải chờ lâu nữa. Mình quất khu này trước nha. Cá nhỏ nhiều. Ăn hả mày? Lên hả anh em ơi? Mày ăn hả mày? Ôi con này đỡ khá nha. Ê khá nha. Lên hả anh em ơi. Con thứ hai nha. Quá đã. Hay không nay chơi xích vỏ không cho chấp đâm con trước sáng bãi đẹp quá. Sáng trời bắt đầu lú ngắn lên cả nhà. Tranh thủ bữa nay mình câu một buổi nha. Rồi nếu mà tình hình á, tình hình mà giấc trưa này trời mát mát á thì mình ở lại mình câu nữa. Còn nếu mà nắng quá chắc mình rút về cả nhà. Tại nắng quá mình câu không nổi. Tại vì
bãi bên đây đa số là ao gông ghiêu rồi nhiều cả nhà, thành ra là chỉ câu nháy hơi thôi, mà nháy hơi thì chưa thành ra là chỉ câu nháy hơi thôi mà nháy hơi thì chưa quá cá nó chậm ăn. Ê cá vừa nói với tiếng ăn anh em ơi, lên hàng rồi. Trời ơi cá ăn sát bờ luôn em. Trời ơi lên nói chuyện sảy luôn, chà bá luôn em. Trời quá trời ổn anh em ơi. Trời ơi kìa, ngay sát lại luôn trời. Dục cá lắm, hết tinh thần luôn cả nhà ơi. Cá thiệt là to trời, ăn sát bờ quá mà chở tay không kịp. Đó 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 ngược hồi nữa cả nhà, con ngược hồi đây nữa cả nhà. Chuyện này kỹ là mới được. Cái kỹ ra ủa đó chạy đi đâu, chạy đi đâu lên hả em ơi, chạy đi đâu hả con. Ê tôi sẽ vui lên hả anh em ơi. Ê quá đã anh em ơi, con thứ ba trong ngày nha, chạy đi đâu hả bưởi, mới thấy nó gượt mồi rõ ràng mà cả nhà. Đây con này chạy cả 300 gram rồi, mình gỡ nó cả nhà nha, tranh thủ nha để hồi mặt trời lên nè nè cả nhà, mặt trời nó muốn lên rồi nè, rồi mình gỡ nó nha. Giúp anh em rồi say nữa chơi là trời, cái gì trời say nữa anh em ơi, tới rồi nè. Chín lên hà anh em ơi, đâu có vuột được. Cuối cùng chín anh em ơi. 200 gram nha. Rồi đâu sáng lại bất ngờ giật mình. Lý 5 con ở đây nè. Tiếp tục nha. Thấp hộp nữa.
đó. Dính chuối anh em ơi. Chết cha. Còn ta. Đi qua đây mình gỡ cái này. Còn ta. Hy vọng là còn rồi em ơi. Chú xuống gồng quá trời. Buồn đường đi luôn chứ sao vậy. Hy vọng là còn nha. Còn em ơi. Hên. Còn anh em, còn nha. Cả mình. Trời nó còn dính con miếng anh em ơi. Hên. Ơi, ăn nha. Chín lên hạ anh em ơi. Khá nha. Ô con này cũng khá anh em ơi. Một con nữa nha. Con thứ 6, thứ 7 vậy đó anh em ơi. Sáng giờ. Ồ mới đáp đâu ta. Con này chắc cũng cỡ 300g anh em ơi. Chờ vô giỏ nha. Sáng giờ được nhiều anh em. Bên này cá nhỏ nhỏ anh em ơi. Nè. Đây còn con thứ 7 anh em ơi. Rồi. Ôi, tiếp tục nha. Ui, cá ăn nè. Vô nè em ơi. Quá đã nè em ơi. Quá đã anh em ơi. Quá sướng. Bự nha anh em. Con bự nhất của ngày hôm nay anh em ơi. Con này cỡ 700g nha anh em. Quá đã anh em ơi. Nè anh em. Ơi sướng rồi. Chính con này hết mệt luôn anh em ơi. Ôi để mình cỡ nha. Đền hạ anh em ơi. Ê. Phức quá phải trời ơi. Dẫn ngày 400g. Mỹ bên đền hàng Mỹ bên kia anh em. Cách cái đường nước nè, mình không mình qua không có được, mình đứng đây mình ném qua bản đại luôn vậy mà dính luôn anh em. Quá đã, con thứ 10 của ngày hôm nay nha. Trời hên ghê. Vô giỏ luôn anh em ơi. Giờ này gần 10 giờ nắng lên nè.
gì mà nó quất trời. Vô khá khá anh em ơi, bữa nay cũng khá khá rồi nha anh em, cũng cho chục con trên 2 kg rồi anh em ơi. Gì gỡ gói nào vậy? Rồi luôn cả nhà ơi, giờ này cũng 11 rưỡi rồi, mấy anh em xuất phát về, hồi nãy nắng quá không kịp chào mọi người nữa. Hiện tại giờ mình với anh Tâm về tới quán nước rồi, uống nước nằm nghỉ ngơi chút xíu mới về nhà cả nhà ơi. Chứ nắng quá câu hết nổi rồi. Hồi nãy là chạy ra về luôn chứ không kịp chào nữa, tại nắng quá, ở ngoài ruộng nắng quá, nóng chịu không nổi. Bây giờ về tới quán nước rồi, để quay thật lạ cho mọi người coi buổi sáng này hai anh em mình được mấy con nha. Hai đồ nghề nữa anh em, dục lan ban hết trơn. Quá mà tại giờ chỉ còn cuốn nước thôi. Đây, của mình anh em ơi. Buổi sáng nha. Bữa nay có lý nè anh em ơi. Đó. Đây cơ thành quả buổi sáng của mình anh em. Chắc hình như là 10 đúng 10 con á anh em. Mới nay cá rồi không bự anh em ơi. Tầm 300g, 200-300g, 300g. Có được con cả 700g, 600 ngoài 700g rồi cả nha. Còn gì cá nhỏ nhỏ không à. Cái của anh Tâm nha. 6 con, 7 anh, con gì quá. Anh phê quá, anh nói chuyện hết nổi, anh nằm giỏng luôn kìa. Ai làm đó. Tù của anh Tâm, của anh Tâm, của anh Tâm cá lớn không anh em ơi. Nè của anh Tâm nè. Của anh Tâm này chắc cỡ 2 kg mấy anh Tâm phải ghê anh Tâm. Của tầm cá lớn không anh em. Trời cá thấy ham không. Này anh em mình cũng tương đối nha, khá nha. Anh em mình định câu tới chiều luôn đó anh em, nhưng mà thời tiết nắng quá chịu hết nổi, câu tới chiều là thành con khô phơi ngoài đồng luôn đó anh em. Nè, nằm dậy anh em uống nước, nằm giỏng cà phê chút xíu rồi về cả nhà. À, về anh em ơi. Chuẩn bị về nha mọi người. Thay đồ kìa, giờ thay đồ kìa. Là làm ngao thuốc không? Làm ngao thuốc uống hớp nước rồi về à. Rồi cả nhà ơi. Nãy giờ cũng quay thành quả cho cả nhà coi đủ sáng rồi, hai anh em cũng khá khá nha cả nhà. Hai anh em cũng 16 17 con á. Hai anh em cộng lại chắc cũng tầm cỡ 6 kg hơn á cả nhà. 6 kg cá lóc hơn. Bữa nay sẽ nói tương đối nha. Tại vì giờ này mới 11 giờ hai anh em xuất phát về. Rồi, cũng không nói gì nhiều nữa. Văn xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Văn nha. Rồi bây giờ Văn cũng xin xuất phát về cả nhà. Về nhà làm công chuyện chiều nữa. Bây giờ thôi. Bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà trong clip tiếp theo. Cho anh Tâm anh ấy luôn đi cả nhà. Ảnh thuê đồ quá rồi. Rồi. Bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà một ngày gần nhất nha.